Ok, hello anh em, xin chào mừng em đã quay trở lại với channel của Fun Game. Và hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho anh em một trò chơi khá là mới. Trò chơi này thì mình có nghe nói là sẽ sắp sắp gọi là gì nhỉ? Nội địa hóa tại Việt Nam. Trò chơi này mang tên là Anh Hùng Xạ Điêu. Và trò chơi này là trò chơi chính chủ của Perfect World. Và mình có nghe nói là Gamota sẽ phát hành trò chơi này tại Việt Nam. Ok, và hôm nay thì mình sẽ review trước cho các bạn khi mà cái trò chơi này mới bắt đầu phát hành. Ok, chúng ta sẽ đầu tiên thì chúng ta sẽ vào các bước cơ bản thôi. Chúng ta sẽ bắt đầu chọn server. Ở đây thì hiện tại mới có 3 server thôi. Ok, nó đang bằng tiếng Trung thì phải. Rồi chúng ta sẽ chọn server 3 đi. Hình như là kết nối đang kém. Ok, chúng ta đã chọn server 3 rồi. Sau khi chọn server xong thì chúng ta sẽ có 4 môn phái. Môn phái gì đây thì mình cũng không thạo tiếng Trung lắm, nhưng mà như đây là võ đang này. Đây là môn phái võ đang này. Dưới là đây là cái bang này, cái bang của Hồng Thất Công rồi. Ok, khá đẹp. Đây là Tiêu Dao, còn đây là Ngũ Độc. Ok, Ngũ Độc là của Tây Độc à, còn đây là Đông Tà. Rồi cái bang là Hồng Thất Công, võ đang là gì nhỉ, cái gì Thất Kiếm ấy. Ok, nếu anh em nào xem phim Anh Hùng Xạ Điêu thì cũng sẽ nắm hết được 4 môn phái ở trong trò chơi này thôi. 4 môn phái chính trong trò chơi. Ok, mình thích rồng. Mình thích đánh rồng thì mình sẽ chơi và mình cũng rất là hâm mộ lão Hồng Thất Công. Đó. Thì mình sẽ chơi cái bang. Tiêu Dao cũng khá là ngon đấy nhỉ. Sáu hai kiếm song kiếm. Ok, chúng ta sẽ chuyển sang nhân vật nam đi. Làm sao để chuyển sang nhân vật nam được nhỉ? Xem nhân vật nam nó khí thế nào. Thế này ở đây là không chuyển được nhân vật à? Có nghĩa là cái bang chỉ có nữ thôi. Võ đang thì mới có cả nam và nữ. Ok, như vậy là chúng ta có thể thấy là võ đang sẽ có hai lớp nhân vật là hai gọi là lựa chọn cái gì nhỉ? Là nam và nữ. Cái bang thì chỉ là nam thôi, nghĩa là chỉ là con trai mới được vào cái bang thôi. Tiêu Dao thì chỉ có nữ thôi. Còn Ngũ Độc thì cũng có cả nam cả nữ. Ok, khá đẹp. Xuôi. Wow. Từ 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 từ. Ngũ Độc mới nhìn mới đỉnh anh em ạ. Nhưng mà mình vẫn thích đánh rồng hơn. Đánh Ngũ Độc thì có vẻ không đẹp lắm nhỉ. Đánh rồng nhìn đẹp hơn. Kiểu bắn rồng lộn thì mới đẹp. Mình thích kiểu rồng lộn. Ok. Chúng ta sẽ bắt đầu. Đây là môn phái võ đang. Môn phái này chắc là nội công cao. Mình cũng không hiểu tiếng Trung lắm, nhưng mà mình nghĩ là nội công cao. Sát thương đơn mục tiêu rất là tốt. Xem nào. Đặt tên. Ok, mình sẽ đặt là Fun Game. Ok. Fun Game cũng được. Ok, chúng ta bắt đầu vào trò chơi. Mình sẽ tắt tiếng nó đi để cho dễ nghe. Ok, cũng sẽ giống như các cái game khác thôi, cũng giống như Chu Tiên đúng không? Chúng ta bắt đầu vào game và bắt đầu làm theo hướng dẫn. Kia rồi, mình nhìn thấy skin rồng lộn kia rồi. Ây à, chất đấy. Skill rất là đẹp. Kinh nhỉ. Võ đang cầm gậy như thiếu lâm. Ui xôi ôi. Anh em thấy skin rồng nào đẹp không? Từ 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 để mình xem skin nữa. Ây à. Được đấy. Được đấy, được đấy. Tiếp nào. Chúng ta thử skill thôi. Gì đây? Hầu như toàn là. Ok. Có cả bay trên không hay gì đây? À, tốc biến, tốc biến. Ui, thằng nào bị giam giữ này? Rồng lộn. Úi xôi. Đỡ sao được cho rồng lộn đây? Tốc biến vào trong. Ui, 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 ui. Yếu đánh hất ngã kinh thật. Cái gì đây? Chưa ấn được. Ok, ở này nó có cả hất ngã. Nghĩa là khi hất ngã thì đối phương như kiểu là bị tê liệt ấy. Ui à, ui à. Kinh vãi. Ghê. Các bạn thấy là đồ họa trong game rất là đẹp. Hầu hết thì những game của Perfect World thì luôn luôn là những cái game mà có đồ họa cực kỳ là đẹp. Đây rồi. Đông Tà này, à, Tây 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 Độc, Tây Độc. Chúng ta sẽ đánh với Tây Độc. Này thì độc này.
Rồng lộn tốc biến. Ôi là bị anh choáng, bị anh choáng. Ấy, mình cũng đánh choáng ngã được đối phương. Rồi, cứ ấn thôi. Skill nhiều mà, lo gì. Ui. Bị đánh thua rồi, đánh thua rồi. Ui, tự nhiên kiếm của võ đang à. Ok. Hay lắm. Ui, thanh niên kia bị đánh trọng thương rồi. Xong. Như vậy là chúng ta đã qua được cái phần giới thiệu lớp nhân vật của võ đang của cái bang. Ok, giờ chúng ta sẽ đi làm nhiệm vụ, những cái bước nhiệm vụ đầu tiên cơ bản của game thôi. Trò chơi này xem có xoay được góc nhìn không nhỉ? Đồ họa trong game thì nó mang đúng chất của chất kiếm hiệp các bạn ạ. Nó không giống như kiểu Chu Tiên. Chu Tiên là mang tính chất tiên hiệp trên đồ họa, bao giờ nhìn nó bóng bẩy hơn. Còn cái đồ họa kiếm hiệp thì mình cảm thấy là nó thực tế. Các bạn nhìn những cái nhân vật này, nhìn nó vẽ cả cái khung cảnh, bối cảnh này, nhìn nó chân thật hơn. Ok. Game này thì hiện tại là mình đang chưa thấy nút xoay xoay được góc nhìn. Hình như là không xoay được góc nhìn giống Chu Tiên. Chúng ta đang bị cố định góc nhìn rồi, khóa góc nhìn rồi. Ok, khóa góc nhìn thì cũng có cái hay và cũng có cái không hay. Không hay là chúng ta bị cố định góc nhìn và chúng ta không thể xem được những cái xung quanh. Còn cái hay thì nó sẽ, các bạn sẽ để ý nó sẽ dễ hơn. Nó không kiểu lắc lung tung chảo giống kiểu như kiểu là game tiên hiệp như Chu Tiên chẳng hạn. Nếu mà về so sánh đồ họa với các game thì mình rất là khó nói, vì mỗi game nó có một cái phong cách gì nhỉ, phong cách khác nhau, thì làm sao mà chúng ta thể thấy được. Ok, phát này bắn một phát trúng hai con chim ưng này. Nào bắn đi. Kinh. Nhất tiễn gì nhỉ? Hạ song điêu. Đấy. Rồi, như vậy chúng ta đã lên level rồi. Thế nào, chúng ta sẽ tiếp tục cứ chạy theo làm level thôi. Hầu như là những game dạng MMORPG như này thì chúng ta như là những cái bước đầu chúng ta sẽ chỉ làm theo hướng dẫn lên level đầu tiên thôi, cũng không không chúng ta cứ làm nhiệm vụ chính tuyến, sau đó thì lên đến level một mức level nhất định nào đó thì chúng ta sẽ bắt đầu đi là các hoạt động. Rồi. Ok, chúng ta đã học được skill đầu tiên. Như vậy là chúng ta đã có skill đầu tiên. Kinh không? Các bạn thấy skill đẹp không? Rất khủng khiếp. Chưa gì mình đã thấy nó tự động auto đánh là thế nào nhỉ? Đoàn chính thuần. Sao lại là nam đế đoàn chính thuần nhỉ? À không phải, không phải, không phải. Vương Trùng Dương thì phải. Có phải cái bang là Vương Trùng Dương không? Ok, chúng ta đi đánh 5 cái con gì đấy đã. À, sorry các bạn. Lúc nãy là mình nói sai đấy. Trong trò chơi này sẽ có các môn phái, không phải là tiêu dao gì gì đâu. Mà có 41 môn phái là cái bang này, toàn chân giáo, chứ không phải là võ đang. À, đào hoa đảo, chứ không phải là tiêu dao. Và bạch đà sơn trang. Nhầm, sorry lỗi anh em. Kiểu mấy game của Kim Dung thì nó cứ loanh quanh mấy môn phái, mình cứ hay nhầm. Cái bang này, đào hoa đảo này là của Hoàng Dược Sư đúng không? Còn cái bang là của Hồng Thất Công này. Xem nào.
toàn chân giáo hình như là của Vương Trùng Dương, còn không phải, Bạch Đà Sơn Trang thì là của Âu Dương Phong à. Nói chung là sorry các bạn, là mình cũng không nhớ được các cái môn phái ở trong ấy đâu, trong 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 truyện. Mình nhớ đây là Võ Đang ở toàn chân giáo thì phải. Đây 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 là ông ấy này, trong Thất Ngũ Hiệp này. Sư phụ đầu tiên của thanh niên, tự nhiên thanh niên gì lại quên tên thanh niên nhân vật chính rồi. Ok, chúng ta chúng ta xem múa một lúc nhá. Các bạn thấy không? Đồ họa rất là đẹp. Sure. Ok. Rồi như vậy là chúng ta đã hoàn thành cải trang à. Đây là gì nhỉ? Thanh niên này là thanh niên gì nhỉ? Nhìn công nhận là họ làm rất giống các nhân vật trong phim nhá. Nếu các bạn vừa xem phim gì nhỉ? Anh Hùng Xạ Điêu ở cái năm 2017 thì bạn thấy cái nhân vật này cực kỳ giống luôn. Họ làm những cái nhân vật này, nét vẽ nhân vật cực kỳ giống với cả nhân vật phim ngoài đời. Mình nhìn cái là mình nhận ra ngay, tự nhiên nhưng mà mình quên tên thôi. Không nhớ được nhưng mà quên tên thôi. Nhưng đây là cái gì nào? Không hiểu lắm nhưng mà mình vẫn chưa xoay được. Ok, chúng ta đang có trang bị đây, áo trang bị luôn thôi. Xong trang bị rồi nhỉ? Đúng rồi. Toàn chân giáo. Đảo đảo. Ok, như vậy chúng ta đã. Ui. Cái gì nhỉ? Tự nhiên lại quên nhỉ? Cái bà này là bà mụ gì nhỉ? Tự nhiên lại quên bố rồi. Tự nhiên quên hết tên nhân vật trong Anh Hùng Xạ Điêu. Trong khi mình đã cày hết bộ phim Anh Hùng Xạ Điêu 2017. Mà giờ mình lại quên tên, dị thật. Bà này có gì nhỉ? Cái gì mà skill cái gì tự nhiên quên. Trong một khoáng tích tắc thì mình quên hết tất cả các tên nhân vật, kể cả nhân vật chính. Mình đang nhầm nhầm kiểu trong đầu mình bây giờ đang nhầm nhầm đến phim phim gì có thằng Dương Quá nhỉ, phim gì có thằng Dương Quá với cô nhỉ, là đời sau của của Anh Hùng Xạ Điêu, tự nhiên được quên. Đây là đời trước thì có gì nhỉ, Kim Dung à, à không phải, nhầm 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 nhầm, Kim Dung là tên tác giả mà. Cái gì Dung nhỉ, tự nhiên quên sạch, đen thật. Ok, chúng ta hãy cứ đi làm qua một vài cái nhiệm vụ đã. Để rồi đây là chức năng rèn, các bạn thấy là rèn trong đồ này nó không giống như kiểu luyện khí ở trong Chu Tiên, nó không bị xịt đâu. Đó, như mình có nói là những trò chơi kiểu dạng kiếm hiệp như này thì thường ít có khi bị xịt lắm, nhưng mình nghĩ là nó sẽ dùng những cái loại đá gì đấy để nâng cấp, và chắc là 100% mà lên thôi chứ không có bị xịt đâu. Ui, cái nhiều con gì cưỡi con phượng hoàng to kia, vừa vào game đã có thằng cưỡi to kia. Kinh. Võ học của cái bang có vẻ cây gớm phết nhỉ. Nhưng mình vẫn chưa học được cái skill Hàm Long Thập Bát Trưởng, hay là Giáng Long Thập Bát Trưởng ấy nhỉ. Hàm Long Thập Bát Trưởng thì phải. Nói chung là mình đọc những cái chuyện kiếm hiệp của Kim Dung không nhiều như 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 mình đọc chuyện Chu Tiên cũng như là xem phim Chu Tiên, cho nên là mình không 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 nhớ sâu, tại vì các cái nhân vật nó nối tiếp nhau ấy, cho nên là nó cứ mình cũng không 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 được nhớ lắm, sorry các bạn nếu là mình có nói sai. Nhưng mà nếu mà Hồng Thất Công rồi gì nhỉ, Âu Dương Phong với các thứ là mình nói đúng đấy. À Hoàng Dung, đúng rồi, Hoàng Dung, Hoàng Dược Sư là bố của Hoàng Dung đúng không? Hoàng Dung và thanh niên nhân vật chính là cái gì tự nhiên quên, Hoàng Dung với cả gì nhỉ, sự là tự nhiên đây không thể nhớ được luôn, nhọ vãi.
Ok. Chúng ta vẫn đang ở cái nơi của Khiết Đan thôi. Các thanh niên Khiết Đan này, bộ tộc Khiết Đan rất là mạnh, hùng mạnh ở gọi là thanh niên này là thanh niên gì, nhìn rất giống như nhân vật trong phim, không nhớ thanh niên gì. Ok. Ui, kinh, một mình đánh mấy này cơ à? Khỏe vậy. Kinh nhở. Trong cái này các bạn có thấy là có hất tung này, nghĩa là nó có võ học như ở đấy, các bạn thấy hất tung rồi đập xuống này, nó sẽ bị bay người lên và chúng ta có thể tha hồ combo, cái bộ combo khác nhau. Thì mình nghĩ là trong trò chơi này thì các bạn sẽ phải yêu cầu cái kỹ năng PK rất là cao. Nó cũng không 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 hẳn giống như Chu Tiên, nó đa phần về tiên hiệp. Thì riêng về kiếm hiệp với võ hiệp thì những cái trò chơi như kiểu là anh hùng xạ điêu như này thì các bạn cần những cái kỹ năng PK rất là cao. Đấy. Nghĩa là làm sao combo cho nó chuẩn. Ví dụ như các bạn đánh skin hất tung nó lên thì phải tiếp tục mồi thêm một skill gì đấy vào. Nghĩa là đòi hỏi cái căn cooldown skill cũng rất là tốt. Đây thì mình đang auto lên đánh quái thì mình, cái này nó đang rất là đơn giản ban đầu, nó hướng dẫn thôi cho nên là không khó, nhưng mà khi mà đánh nhau người với người PVP ấy, thì các bạn yêu cầu cái đòi hỏi các cái kỹ năng rất là tốt. Ok. Các bạn thấy không? Đồ họa rất là đẹp. Xui, rồng lộn bay tứ phương tung cả. Một cái bàn nó khác. Có rất là nhiều các cái chức năng ở trong này. Thì như mình cũng mới biết thì nó sẽ có những cái chức năng như là cho phép là chuyển môn phái liên tục. Nên các bạn có thể chuyển môn phái bất cứ lúc nào cũng được. Không 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 bị giới hạn. Rồi gì nhỉ? Như mình có nghe nói thì nhà phát hành có nói là đúng rồi, cứ cấp 70 là các bạn có thể chuyển phái, nghĩa là chuyển phái liên tục được. Ngoài ra nữa là con game này là con game có thể cho phép các bạn giao dịch một cách tự do. Có nghĩa là nó sẽ không bị khóa như kiểu Chu Tiên, không bị giới hạn như Chu Tiên mà chúng ta có thể cầy tiền được. Nếu mà những bạn nào mà chơi game theo dạng cầy quốc hay là để kiếm tiền trong game thì mình nghĩ là các bạn chơi trò này có thể kiếm được. Vì nó giao dịch một cách tự do, nó không bị giới hạn giao dịch. Đó. Tiếp theo nữa là các bạn trong trò chơi này thì mình thấy là họ có giới thiệu là chúng ta, có nghĩa là đã là game kiếm hiệp mà, đã là game kiếm hiệp thì nó sẽ không có thưởng thức thưởng ngoạn giống kiểu game tiên hiệp như Chu Tiên. Như mình có nói là đây nó khóa cả góc nhìn luôn, đúng không? Thì chúng ta sẽ thay vì đó chúng ta không được ngắm cảnh nhiều thì chúng ta sẽ lao vào những cái trận chiến rất là nhiều. Như là xem nào. Có bang chiến này, chức năng thì sẽ có bang chiến này, có phe chiến này, có bot chiến này, có PK đơn này, PK 5 vs 5 này. Và nói chung là mình thấy là họ nói là PK rất là nhiều, các hoạt động về đánh nhau các thứ rất là nhiều. Các bạn thoải mái đánh nhau luôn. Sau khi làm hết các nhiệm vụ nó các bạn thoải mái đánh nhau luôn. Mình nghĩ là nó sẽ có ít các hoạt động hơn là Chu Tiên đấy. Chu Tiên thì hoạt động thì nó rất là nhiều, ví dụ như là ngoài ra thì có thể ngắm cảnh các thứ được, nhưng mà trong gì anh hùng xạ điêu hiện tại thì mình đang thấy là bị khóa góc nhìn. Các bạn thấy không, bị khóa góc nhìn rồi. Nhưng mà được cái thì các cái hoạt động PK hay các thứ thì các bạn yên tâm đi, không phải lo. Riêng vấn đề PK thì các bạn không phải lo ở trong anh hùng xạ điêu. Cực kỳ nhiều cho các bạn chiến đấu luôn. Game thuần kiếm hiệp và thuần gọi là PK đánh nhau cho các bạn. Tha hồ. Mà các bạn có thể là đổi môn phái lúc nào cũng được. Cái trò hay của anh hùng xạ điêu như thế. Nhưng mà các bạn có thể luân chuyển giữa bốn môn phái. Không sao cả. Nói chung là mình được biết thì cái trong trò chơi này ấy, thì là nó sẽ yêu cầu cái kỹ năng của bạn khá là cao, cũng nghĩa là kể cả VIP cao VIP thấp, nếu mà các bạn biết cách combo một kỹ năng các bạn tốt thì bạn vẫn có thể thắng được những người đối thủ cao. Vì trong này thì nó còn có cả né, đây là các bạn thấy có cái đấy, nó thể né được skill chẳng hạn, tránh được skill đấy. Cái skill ở đây nó có diện tầm chứ nó không phải là target. Ok, chúng ta chắc là đang đi phụ bản hay cái gì đấy. Mình đang để auto mà tự nhiên lại không auto nữa rồi. Đây, auto đây thì phải. Ok, cái nút
Các bạn có nhìn thấy cái phần mà bên phía góc bên tay phải, bên phía dưới góc bên phải mình ấy, nó có cái chỗ skill này. Ngoài ra là có cái hình như kiểu cái máy tính ấy. Thì khi các bạn ấn vào đấy thì nó sẽ tự động auto skill. Dĩ nhiên auto thì có một cái hay là các bạn rảnh tay hơn, nhưng tuy nhiên thì skill sẽ ra lung tung, nó sẽ không đúng vào những ví dụ như là nó sẽ ra hơi thừa thãi này. Đó. Bạn thấy lộn đẹp không? Úi xời. Khinh công. Tự nhiên mình không nhớ cái con này là gì nhỉ? Cái con có chiêu gì Long Chảo Thủ này, tự nhiên là gì quên béng tên rồi. Đệ tử của Hoàng Dược Sư đấy. Hoàng Dược Sư có 3 đệ tử thì phải. Sau đó con bé này lấy trộm bí kíp cái gì võ học gì đấy. Nói chung nhiều bạn xem phim này sẽ nhớ hơn mình. Đây, thanh niên Hoàng Dược Sư đây. Giống y ở trong phim luôn. Nếu mà chúng ta nạp được, chúng ta được cây sáo này. Nhưng mình có chơi môn phái này đâu mà luyện sáo làm gì nhỉ? Môn này thì làm gì có sáo mà lấy. Ok, còn các cái chức năng khác thì mình nghĩ là nó cũng sẽ na ná giống với cả Chu Tiên hay các cái game kiếm hiệp khác thôi. Nó cũng sẽ có, sau này cũng sẽ có, mới có vận tiêu, vận tiết gì không đây. Cũng sẽ có những chức năng như kiểu đăng nhập hàng ngày rồi nhận quà theo cấp độ các thứ. À, nó cũng có cái mảnh mảnh này. Mảnh của Hồng Thất Công này. Chắc là cũng có cái như kiểu là gì nhỉ? Các cái mảnh tướng tiên duyên giống như kiểu Chu Tiên ấy. Ok. Mình nghĩ là có thể là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn tới đây thôi. Như vậy là mình cũng đã làm các cái nhiệm vụ ở đây rồi. Mình đã làm xong các nhiệm vụ hướng dẫn cơ bản rồi. Sau này thì khi mà về Việt Nam thì chúng ta cũng sẽ cứ làm nhiệm vụ này ban đầu thôi. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu các cái hoạt động khác. Sau thì mình cũng sẽ cố gắng là tìm hiểu thêm các cái hoạt động khác để hướng dẫn cho các bạn. Nếu các bạn thấy hay cũng như là thấy thích cái trò chơi này thì mình sẽ cố gắng tìm hiểu cho các bạn. Không biết là trong trò chơi này nó sẽ có các cái nhiệm vụ ẩn như Chu Tiên hay không. Nhưng mà mình nghĩ là cái thế giới kiếm hiệp này thì nó sẽ rất là khó. Ngoài Cửu Âm Chân Kinh ra. Nếu các bạn chơi Cửu Âm Chân Kinh trên PC thì nó sẽ có rất là nhiều các cái nhiệm vụ gọi là nhiệm vụ ẩn. Nó cũng gần như như là nhiệm vụ ẩn. Các nhiệm vụ đấy thì các bạn có thể gọi là random nhận được cái bí kíp võ học khác nhau. Nhưng mà trong Anh Hùng Xạ Điêu hay đặc biệt là trong phiên bản mobile này thì mình không biết có không. Đó. Gọi là nhiệm vụ kỳ ngộ ấy. Đấy. Nếu mà kiếm hiệp thì sẽ gọi là kỳ ngộ. Thật ra là trong truyện Chu Tiên, à quên. Trong truyện của Kim Dung các bạn có thể ý thấy là tất cả các nhân vật chính toàn là những thằng rất là ngu ngốc. Sau đấy thì là ăn may, chả hiểu duyên số nào ăn may nhận được toàn kỳ ngộ ngon, toàn nhận được bí kíp võ công xịn, toàn rơi vào những cái gọi là hang hốc toàn chứa gọi là bí kíp. Thì tư chất thì rất là ngu si, nhưng mà kiểu dạng là có như cả thằng trong Anh Hùng Xạ Điêu này cũng là một thằng tư chất rất là gọi là kém thông minh, học võ công học bao lâu mới được, nhưng mà cái cậu lại rất là may, cậu lại thật thà chân chất đấy. Nghĩa là anh em ở ngoài đời cũng thế thôi. Chắc là nó cũng hướng dẫn mình kiểu dạng mình cũng không nên, không cần phải quá thông minh, nhưng mà mình có cần cù, mình có chịu khó thì mình ngày kia thì cũng được thôi, đúng không? Kiểu cần cù nó bù thông minh ấy. Kinh nhà chúng ta được cái gì đây? Mình chưa hiểu đây là gì. Chúng ta nhận được thằng tướng 2 sao. Pet đi cùng à? Ok, mình nghĩ đây là pet đi cùng. Chúng ta có pet, nhưng mà pet là người. Mình đoán thế. Hình như là pet, hình như có pet hỗ trợ hay sao, có một nhân vật hỗ trợ nó là người, không phải là giống Chu Tiên ví dụ là mấy cái con pet pet là con vật nữa, mà như chúng ta có một người hỗ trợ, có thể là gì đấy mình đoán thế, vì mình nhìn thấy có thẻ tướng là Hồng Thất Công thì mình không biết là có phải là ghép thẻ tướng đấy để nhận ra một cái con tướng đi cùng để đồng hành hay không. Đây này, thằng nhân vật chính này mà mình không nhớ tên mới đau nhỉ. Hoàng Dung mấy gì nhỉ? Tự nhiên quên thằng gì Hoàng Dung nhỉ? Ok, chúng ta nhận được cái quần rồi. Ok, mình nghĩ là mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái trò chơi Anh Hùng Xạ Điêu này tới đây thôi. Hiện tại thì mình cũng đã review cho các bạn rồi. Mình thấy đánh giá đây là một game có đồ họa, phải nói là đẹp. Đồ họa rất là đẹp so với cả cái thế giới các cái thế giới game kiếm hiệp hiện nay, và mình nghĩ là nó đúng là một game xứng đáng là bom tấn của Việt Nam nếu mà phát hành tại Việt Nam, và mình thấy là họ sẽ phát hành vào đầu năm 2018.
Mình nghĩ đây là sẽ là một game bom tấn mở đầu trong năm 2018 này. Và các bạn nên chơi trò chơi này vì nó là một trò chơi gọi là mình thấy là có rất là nhiều các chức năng hấp dẫn và thú vị, đặc biệt như là các bạn có thể chuyển bất kỳ môn phái nào. Bạn lên level 70 các bạn chuyển được có 4 môn phái, thích chuyển nào thì chuyển đi chuyển lại cũng được. Ngoài ra thì các cái kỹ năng đòi hỏi các bạn phải có kỹ năng tốt, PK tốt và có những cái né chiêu gì các thứ lằng nhằng. Rồi các bạn có thể tự do giao dịch, có nghĩa là các bạn có thể buôn bán được, các bạn có thể cày tiền được, các bạn có thể giao dịch trong game một cách tự do thoải mái và không bị khóa. Ok, như vậy là mình có review qua những cái tính năng gọi là hấp dẫn và cực kỳ hấp dẫn của trò chơi Anh Hùng Xạ Điêu này. Và nếu như các bạn thấy hay thì mình sẽ cố gắng làm review thêm ở cái phiên bản tiếng Trung này cho các bạn. Còn sắp tới đây thì sẽ về Việt Nam ấy. Và mình thấy là Gamota họ cũng sẽ phát hành trò chơi này tại Việt Nam. Một trò chơi chính chủ của Perfect World, rất là đẹp. Ok, như vậy là mình đã review xong. Nếu bạn thấy hay thì đừng quên like, như là subscribe kênh channel của Fun Game nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các cái video lần sau.